À, vâng, chào các bạn. Có một cái câu hỏi đặt ra đấy là rất nhiều bạn sinh viên có hỏi mình là cài Windows 10 thì bây giờ nên dùng cái Windows 10 nào? Thì chúng ta sẽ đi vào một cái chủ đề nó gọi là cài đặt version Windows 10 nào, đúng không? Cài đặt Windows 10. Đúng chưa? Phiên bản nào? Thế thì bây giờ chúng ta phải biết là phiên bản nào nó chạy ổn định này, phiên bản nào nó chạy mà hầu hết mọi người đều đều sử dụng. Thế thì có một cách rất là đơn giản, các bạn lên mạng bạn gõ như thế này, bạn ghi là version đúng không? Version đây này, version Windows 10 thì bạn sẽ thấy có một cái, bạn tìm vào phần hình ảnh này. Đây, bây giờ bạn nhìn một cái hình ảnh như thế này, bạn sẽ thấy như vậy. Nếu bạn là phóng to này ra, không to được nhỉ, thì bạn sẽ thấy, bạn kích vào cái hình ảnh này, bạn sẽ thấy là cái version 1909, nghĩa là nó update, nó là bản Windows 10 update tháng 9 năm 2019, và version 1903 là update vào tháng 3 năm 2019 là phổ biến nhất nhỉ. Đây, version Windows 10 1903 là chiếm 49,2% và version 1909 là chiếm 33,4%. Như vậy ta đã có hai con số rất là hợp lý, đấy là 1903 và 1909, đúng không? Như vậy chúng ta sẽ sang đây, chúng ta sẽ tìm như này. Ta muốn, sau khi đã biết thông tin đấy rồi, chúng ta chỉ cần tìm là Windows 10 1909 hoặc là 1903 là phổ biến nhất. Đấy, thì chúng ta search cái từ download thôi, đúng không? Và bạn sẽ tìm cái phiên bản phù hợp, đúng không? Ok. Đấy, như vậy chúng ta sẽ download một trong hai phiên bản này, phiên bản 1903 và 1909 nhé. Thì trong cái đó phiên bản phổ biến nhất là 1903, còn phiên bản phổ biến thứ hai là 1909. Bạn nhìn cái hình ảnh này thì bạn thấy ngay, đúng không? 1903 là nó chiếm đến 40 mấy phần trăm, 49%, đúng không? Đây, đây, 1903 chiếm 49,2%, 1909 chiếm 33,4%. Nói chung là chúng ta chỉ nên dùng hai cái version này, đúng chưa nhỉ? Cho đến khi có cái thông báo mới hơn nhé, vì nó cũng được cập nhật khá là đầy đủ các cái tính năng, cũng như là chạy khá là nhẹ như nhỉ. Cho nên chúng ta cứ dùng hai phiên bản này nhé, 1903 và 1909. Cách search thì ta lên ta search là Windows 10 1909 hoặc Windows 10 1903 và bạn download về nhé. Ok, chúng ta dừng ở đây.